chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh nha. Thấy vợ chồng mình đi chợ nè, gặp cô bán cua rất là ngon luôn mọi người, chắc nịch luôn nè. Cái xo á, mọi người muốn biết con cua nó chắc hay không á, mọi người bóp phía bên đây nè, đây bên đây nè, đây nè mọi người, chỗ này nè, đây nè, bóp nó cứng là con cua nó chắc. Nhưng đây là 5 con 250, ra là con 50.000, chỉ có con này là nó hay ốp ốp thôi. Lát mình sẽ chế biến cái món cua luộc nước dừa. Có mua sẵn cái dừa luôn nè. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ luộc trước 2 con này thôi. Tại mình sáng mình nấu cơm ăn rồi nên chỉ luộc 2 con này ăn kèm theo thôi, ăn thương thương thôi. 3 con kia thì ngày mai giúp mình nha. Rồi thì mình luộc rồi. Mọi người giết cua là phải giết về ngay, một là chim dưới đây này cũng được nè mọi người, còn hai là nghiêng ngay cái miệng đó nè. Hồi nãy chưa nghe. Trời ơi, nó vậy tê tê rồi. 1 giây 500 gram. 450. Trong giận thôi, cái nào cũng dây vậy. Mua 2 cái cua thì còn được 1.5 cái. Con này thì này được lấy à. Cua bán cua, con này nó mới được chắc lắm. Nó không được được. Mình nghĩ là cọng dây này thì thằng cái cọng dây dài nó nặng. Mấy được con nữa đi. Nồi bự mọi người ơi, mình luộc bằng cái chảo, nhưng mà mọi người để nước sôi rồi hả, bỏ cua vô nha. Cua luộc dẻ là cái nước thật sôi rồi mới bỏ vô. Mình thất bại là mình chưa mua được cái nồi vậy mọi người. Cái chảo này nó mới sôi rồi, cái nồi nó cái nồi bự được cua mới ngon thiệt, là sôi luôn, sôi ầm 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 luôn, bỏ nó vô sôi chào ngập con cua á, ăn cua nó mới ngon. Bỏ nó sôi ầm ầm luôn mọi người. Mình chở luôn cho nha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ giới thiệu mọi người cái vườn rau mini của mình đây nè mọi người. Thấy không, quế nè mọi người tốt ghê luôn, nhưng mà mình không có ăn nên nó lên bông rồi. Còn này cây kiểng của mình cũng biết nó cây gì, thấy nó mọc ngoài đường nó đẹp quá, mình bứng dành trồng luôn. Cây sập đây, một cây bưởi nữa nè, bưởi luôn. Cây này hả, mình bỏ phân mới vô cái nó bị rụng lá. Đây nó vô rồi, vườn rau quế. Cây ớt nè. Đi cho mọi người. Sắc luôn á. Quế rất là tốt, mình không có ăn cái gì mà sai quế nha. Chắc sói luôn. Nguyên làm thử
lại chiếc me trước luôn mọi người. Con cua mình luộc nước dừa mọi người, mọi người nhớ bỏ thêm trong nước dừa một tí bột ngọt với xíu muối thôi, nếu hơi nhiều quá thì nó mặn. Khi mọi người luộc xong á, tại mọi người nhìn trên video thấy nó cái màu nó không có tươi nha, nhưng mà ở ngoài cực kỳ tươi luôn, nó đỏ tươi mà nó bóng bóng con cua nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tách thử ra cho mọi người cùng xem, hơi còn hơi nóng nha. Wow, ui, con này cua thịt đó mọi người, nhưng mà bên này à, cái này cũng rất lỗi luôn mọi người. Cái càng thử ra coi. Nó ra rồi. Cứng quá nha. Khoan, mình sẽ bỏ ra. Trời ơi, cái càng này đó. Có thịt ở ngoài rồi đó. Thấy ngon không? Cái này sẽ chừa cho ba thầy á. Nó mang ăn à, chết luôn á. Đây nè mọi người, mọi người thấy không? Thịt nè, thấy không? Thịt cua nè, chắc nịch luôn á. Ui nè, nó ngọt. Ui ui nè, cái càng nó lòi thịt ra nè, thấy không? Cái miếng nha. Cứng rồi ta. Coi chừng á. Giữ hình ảnh đẹp đẹp chút thôi, lại còn nhăn miếng nữa. Cắn nó không bể rồi sao? Cái càng này bị tật hay nhá. Thiệt mà, càng này bị tật. Để một chút mình ăn cái khác đi. Tắt phân nửa con cua đi anh. Nó hơi nóng á. Mình ghé ra. Cái này, ê, nó kéo cắt được không? Để nó kéo đi. Không, không. Tắt không có nổi. Đây, mình sẽ nhờ nó dụng cụ hỗ trợ. Ôi ôi, đi nè, thấy chưa? Đi, ít nha. Này con này mới bị ớt nè. Con này cũng có nói là hơi bị ớt. À đúng rồi, nó hơi ớt thật. Nhưng mà mình cũng có để mình cũng thấy cũng có thịt nha. Con nói nãy mấy con kia chắc bù qua bổ lại á. Này vẫn có thịt ngon nha. Con một em cuối cùng luôn. Bút em ra luôn. Da nóng dữ là. Ở gần biển nên được cái tốt ngạn cua gã hơn. Ôi ôi đi nè, thật thấy không? Chắc lắm. Quá trời luôn. Rồi ăn đi. Kỳ quá, ăn từ từ thôi. Còn cắn luôn mọi người. Ai cua nó chắc. Ăn đồ nó nói gì quá gì đó. Tạm biệt tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình.